màu cuộc sống, một người không lành lặn bỗng mọc chân, bật tóc biến khi thấy thần y Việt Nam. Cuộc sống vốn dĩ không màu hồng, thế nhưng ở đâu đó vẫn còn những phép màu khiến con người ta cảm thấy ấm lòng, suýt xoa vì sự kỳ diệu của nó. Đang bấm điện thoại tình cờ xem được đoạn video này mà ứa nước mắt vì sự nhiệm màu được thể hiện vô cùng rõ nét. Ngay đến cả những tinh tú trong làng chữa bệnh cứu người cũng khó có thể làm được. Theo đoạn clip chia sẻ, người này có hoàn cảnh đặc biệt thiếu thốn, cụ thể ở đây là thiếu một đôi chân khỏe mạnh. Chứng kiến cảnh tượng này, bà con xung quanh ai cũng rất cảm thương. Người thì vội cho ít tiền, người gửi lời động viên rất sâu sắc. Tưởng đâu sự thiếu thốn ấy sẽ đeo bám anh ta đến hết đời, thì bỗng dưng ở đằng xa, các thần y Việt Nam mang tên Trật Tự Đô Thị xuất hiện và hét lớn trên chiếc loa, làm người này bỗng nhiên mọc được chân, nhanh trí bật tóc biến, bỏ quên cả chiếc mũ rồi lẫn vào dòng người trước sự ngơ ngác ngỡ ngàng đến bật ngửa. Đúng là cuộc sống có những phép màu, những điều kỳ diệu luôn tồn tại xung quanh chúng ta, làm ai xem cũng phải rưng rưng nước mắt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tin Nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.